Đây là quá trình hai chị em đang kiểm tra hộp khẩu trang nha mấy Trời bạn. Trời ơi, coi khẩu trang này mọi người. Nè, hai chị em đang kiểm tra quá trình khẩu trang nhận tại bưu điện nha. Trời ơi, hơn là em điện á, nó gửi cho em. Nó gửi cho em trăm mấy hộp mà vậy nè. Người coi nè. Nhìn mọi người nhìn nè. Giấy không à. Nên mấy bạn giờ mà đặt khẩu trang là phải đặt những chỗ uy tín nha mấy bạn, đừng có ham rẻ nha. Mua đừng có so đo là 1.000, 2.000 nha. Khẩu trang giờ không có giá rẻ đâu nha. Không có giá rẻ đâu. Ham rẻ rồi giờ mua thế vậy nè. Hơn là chưa. Cả 20 triệu nha mọi người. Nên mọi người đừng có ham rẻ nha. Mọi người đừng có ham rẻ nha mọi người. Trời ơi. Mọi người đừng có ham rẻ nha. 20 triệu nằm đây nha mọi người nè, 20 triệu nè mọi người. 20 triệu để rồi không có gì hết nè. Kiểu lót khẩu trang trên giấy đó. Mọi người nhìn kỹ nha, 20 triệu nha. Hộp không nha mọi người nè, hộp này không có gì nha mọi người. Không có cái gì luôn. Đừng có ham rẻ mà mua những chỗ 20 triệu nha mọi người. Mày giấy ship hàng hay ship đẹp quá ha. Ở không ship đẹp ghê.